Được rồi nha. Mà tôi sẽ nói sang một cái kiến thức khác. Đây là kiến thức trong một cái bài cuối cùng, bài học cuối cùng của cái chương về hàm số của chương trình con, là nói về cái miền tác dụng của biến trong hàm hoặc là ngoài hàm. Thế cái phần này vì sao lại sao tôi lại đưa vào trong cái sách giáo khoa, vì vì đây là một cái kiến thức mà rất quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta đã quen với kiến thức như vậy, quen với khái niệm là biến tổng thể với địa phương và ý nghĩa của nó, chúng ta đã quen ở trong Pascal rồi, cho nên tôi muốn nhắc lại ở đây một lần nữa và nhắc lại sự khác biệt của chúng. Nếu không thì nếu chúng ta nếu không, bài này không học ấy, thì chúng ta cứ mặc định mặc nhiên chúng ta coi là cái tư duy về 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 biến tổng thể và biến địa phương ấy nó giống như là Pascal, thì đối với Python thì nó sai, cho nên cần phải đưa vào đó. Chính vì như vậy là bài này nói về cái khái niệm biến tổng thể và biến địa phương và ý và tác dụng của mỗi cái biến đó, cái miền tác dụng của nó là như thế nào. Thì về cái định nghĩa biến ấy, cái khái niệm biến ấy, thì ở trong mọi mỗi lập trình nó đều giống nhau, là người ta chia làm hai loại là biến nhé. Thì nói chung ở mọi mỗi lập trình nó đều chia làm hai loại là biến tổng thể và biến địa phương nhé. Thì cái tên biến là giống nhau, nhưng mà mỗi một cái ngôn ngữ thì nó sẽ có cái mang đặc thù khác nhau. Cái này tiếng Anh nó là global, còn cái từ này nó là local. Như vậy là cái ở trong Python thì nó cũng chia làm hai loại như vậy nhé. Tức là gì, khi chúng ta viết một chương trình ấy, có cấu trúc ấy, thì nó có những cái hàm chương trình chúng ta nhé, thì nó có những cái phần khai báo ở bên ngoài chẳng hạn như thế này. Xong chúng ta khai báo những cái hàm f, xong khai báo những cái hàm g chẳng hạn. Trong cái hàm này chúng ta có cái biến nhỏ hơn là z đây bằng một chẳng hạn đó. Thì nói chung tất cả cái trong mọi cái lập trình thì định nghĩa như sau này: những cái biến mà định nghĩa bên ngoài hàm như thế này thì gọi là biến tổng thể. Nhưng mà lại biến tổng thể là cái biến được định nghĩa ở bên ngoài tất cả các hàm trong hình chính nhé, biến tổng thể. Còn những biến mà được mô tả bên trong một cái hàm như là đây là z và một đây, thì biến này người ta gọi là biến địa phương. Nhưng trong hàng vừa có cái biến khác là biến t, chẳng biến t bằng bằng một chẳng hạn, thì cái biến t này cũng gọi là biến địa phương đó. Thì về định nghĩa là giống nhau. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào học cái bài này nhé. Nó rất đơn giản thôi. Thì như vậy là ở trong Python thì cái miền tác dụng của cái biến đó nó như thế nào, nó khác gì so với Pascal. Thì cái này chúng ta nhớ lại một chút này. Đối với Pascal và C thì biến địa phương thì nó không có tác động ra bên ngoài, nó chỉ có tác động ở bên trong cái hàm ấy thôi. Còn biến ở bên ngoài tổng thể thì có tác dụng ở bên trong tất cả các hàm. Như vậy bên trong cái hàm f và g này không được phép định nghĩa lại cái biến x và y nữa. X có tác dụng tổng thể trên toàn bộ chương trình. Vì thế chúng ta mới gọi là từ là tổng thể, là vậy. Tổng thể hay từ global là cái từ mà mô tả nó là có ý nghĩa tổng thể, được chưa? À, nhưng sang nhưng sang Python thì nó khác. Đó. Python thì biến có tên là biến tổng thể và biến địa phương, nhưng ý nghĩa của nó khác nhé. Thì đầu tiên này, đầu tiên chúng ta chú ý đầu tiên là về biến địa phương ấy. Về biến địa phương thì biến địa phương ở trong Python thì giống như là Pascal, là chỉ có tác dụng bên trong hàm và không có tác dụng ở bên ngoài hàm nhé. Như vậy là cái ý này là Python và giống hệt như ngày xưa. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ minh họa ngay ở trên màn hình thôi. Cái này chúng ta nhiều lần tôi chẳng làm lần nữa nhé. Ví dụ tôi khai báo, hay là tôi không chú gì cả đúng không? Mình tôi khai báo một cái hàm def, một cái hàm f chẳng hạn như này thôi. Trong f tôi định nghĩa một cái biến x thì bằng một nhé, y bằng hai, thì đây là hai cái biến địa phương ở trong f, và tôi return x cộng y, được chưa? Thì tôi gọi hàm này, tôi gọi hàm f, tôi gọi là 1,2,
Đấy, cái gọi hàm đó. Thì cái gọi hàm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái biến địa phương là x và y ở bên trong hàm. Gọi xong hàm khi thoát ra nó sẽ trả lại là giá trị là tổng hai cái là 3. Đấy. Xin lỗi, f cái này thôi, f cái này mình nhé, nhầm f này nhé, cái tôi em rồi trả lại là 3. Khi thoát khỏi hàm rồi thì gọi x thì nó không có tác động nữa, y không có tác động nữa. Như vậy thì ra là cái biến x y đó khi mà thoát ra khỏi hàm f thì nó mất tác dụng. Do đó như suy ra là cái biến biến mà x y này là biến địa phương thì không có tác động ra bên ngoài hàm. Như vậy dùng cái ví dụ này chúng ta sẽ định nghĩa ngay được, trả lời ngay được câu hỏi là gì, là biến địa phương là chỉ có tác động ở bên trong hàm và không có tác dụng ra bên ngoài hàm. Đó. Cái này thì dễ nhé, cái này là dễ đơn giản và chúng ta có thể minh họa ngay bằng chương trình như là ở đây, như là ở đây, và chúng ta cũng biết rằng là nó giống như là tổng nghịch như là Pascal và C. Rồi thì câu hỏi thứ hai là khó hơn. Câu hỏi thứ hai là biến ở bên ngoài hàm, biến tổng thể thì như thế nào? Biến tổng thể thì như thế nào, có tác dụng hay không ở bên trong hàm? Thì đó là câu hỏi rất là đơn giản. Rồi thế thì về cái phần này là nó có sự khác biệt, thì tôi sẽ mô tả lại ý nghĩa của trong phần này. Trong sách giáo khoa cũng mô tả ba cái ý, có ba cái ý chúng ta cần phải nhớ và khi dạy cho học sinh chúng ta nhắc lại ba ý đó. Ý thứ nhất nhé, ý thứ nhất là biến đồng thể thì không có tác dụng ở bên trong bất cứ một cái hàm nào, như vậy nó chỉ có tác ở bên ngoài thôi. Như vậy là biến tổng thể, một biến tổng thể không có tác dụng bên trong hàm, hay là bên trong, thực ra bên trong tất cả các hàm, bất kỳ một hàm nào nó đều không tác dụng, bất cứ một biến ở bên ngoài đều không ảnh hưởng gì bên bên trong hết. Đây là một ý nhé, chúng ta nhớ ý này. Ý thứ hai, bên bên ở bên bên tổng thể bên ngoài thì bên trong là không tác dụng như là một cái biến. Tuy nhiên ở bên trong hàm được phép là có thể nhìn thấy biến tổng thể và truy cập định nghĩa của nó, tức là nhìn thấy biến tổng thể như là một cái đối tượng dữ liệu. Nhưng mà là bên trong hàm, ý thứ hai nhé, là bên trong hàm biến bên ngoài hàm, nhìn thấy biến tổng thể như một đối tượng dữ liệu, và do đó có thể truy cập đấy, truy cập cái giá trị của cái biến đó. Cái này rất rất lạ đấy, tức là bên bên trong hàm thì biến thể đó nó không có tác dụng ở bên trong hàm, không thể coi cái biến tổng thể đó như là một cái biến ở bên trong hàm, nhưng mà trong hàm lại nhìn nó như là một cái đối tượng và có thể truy cập nó. Đấy, cái này cái chuyện là chỗ khác biệt chú ý nhé. Và cái ý thứ ba mà trong sách cũng có nói là nếu mà ở bên trong hàm chúng ta muốn dùng lại cái biến bên ngoài hàm như một biến thì chúng ta phải khai báo lại với cái từ khóa là global. Như vậy là nếu khai báo biến là khai báo lại biến bên trong hàm với từ khóa global thì có thể dùng biến tổng thể như một biến. Chúng ta chú ý như vậy là cái việc mà ở bên trong hàm mà nhìn thấy cái biến đó tổng thể nó như một biến thì khác là nhìn nó như là một đối tượng giá trị, như là một cái hằng số khác nhau. Đây là ba cái ý chúng ta cần nhớ nhé. Bây giờ tôi sẽ minh họa trên ví dụ mà chúng ta sẽ hình dung trên ba cái điều này. Điều thứ nhất là tôi minh họa là biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong hàm. À, thì là như sau nhé. Đây. Các bạn có thể ví dụ này rất đơn giản thôi. Ví dụ tôi ở bên ngoài hàm tôi khai báo một cái biến là n bằng 10 chẳng hạn. Đó. Bây giờ tôi khai báo một cái hàm g chẳng hạn. Trong g này nếu như mà n được coi như là một cái biến, tôi có thể viết là n bằng n cộng 1 được chưa?
thì là biến tôi làm là như thế này, là cái lệnh bình thường đúng không nào? Đó, và tôi sẽ return enter. Đó. Cái hàm g này được 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 mô tả với cái giả định là n như là một biến ở bên trong hàm g. Thì tôi gọi cái hàm g ra thì máy sẽ báo lỗi. Đó. Vậy từ cái như vậy đây ta giả sử n là như là có tác dụng ở bên trong hàm, chúng ta dẫn kết luận là lỗi, vậy suy ra là n không có dụng ở bên trong hàm g, hay là suy ra là biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong hàm, trong cái hàm bất kỳ hàm nào, biến tổng thể chỉ có tác dụng ở bên ngoài hàm thôi. Như vậy là trong quá trình Python thì chúng ta khi chúng ta mô tả trong một chương trình to đấy nhé, trong chương trình lớn này thì nó có rất nhiều hàm đấy, cái gì đó một cái hàm con ở đây, cái hàm con thứ hai ở đây, nó rất nhiều hàm. Thì những vùng ở bên ngoài cái vùng này này, cái vùng như vùng này, đều là những vùng gọi là vùng ngoài hàm, là những vùng mà là nó gọi là cái vùng tổng thể. Thì một biến khai báo với n ở đây, n bằng 2, thì biến tổng thể thì biến này có tác dụng ở đây này, có tác dụng ở đây này, có tác dụng ở đây đấy. Nhưng mà không có dụng ở bên trong này, thì biến n là không có tác dụng. Như vậy là biến tổng thể chỉ có tác dụng ở bên ngoài các hàm, bên trong hàm thì không có tác dụng. Các bạn chú ý đó là một ý rất quan trọng nhé. Nhưng mà tôi vừa mới chứng minh cho các bạn dùng dùng cái định nghĩa, dùng cái ví dụ để chúng tôi để suy được cái thứ nhất một. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp thứ nhất hai, tức là ở bên trong hàm thì không, mà bên trong hàm thì không coi được cái biến bên ngoài hàm là một biến. Tuy nhiên là bên trong hàm đã nhìn thấy nó, rất chú ý, nhìn thấy nó nhưng mà không phải một biến, mà nhìn thấy nó như là một cái, như là một cái đối tượng dữ liệu, như là một cái hằng số nào đó. Hôm nay sẽ hiểu như là một cái hằng số. Nếu nếu biến tổng thể là một cái, là một cái biến kiểu như là kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu string ấy, kiểu sâu ấy, thì bên trong nhìn nó như là một cái, hằng hằng số vậy. Thì như sau nhé, thì bên trong có thể là nhìn thấy nó, mà có thể là truy cập vào nó, có thể làm các công tác để tính toán thoải mái đây nhé. Nên chúng ta đây, chúng ta n chúng ta là cái biến tổng thể rồi, thì bây giờ chúng ta khai báo một cái hàm, ở bên trong hàm đó chúng ta không, coi n là một biến, nhưng mà chúng ta được phép là làm này, vì chúng ta phép gắn lại là n bằng n cộng một thoải mái vô tư nhé. Đó, thì đây là cái lệnh mà tạo một biến địa phương mới là x gì mà x gì đó nó sẽ gán là bằng là n cộng 1, bằng giá trị n cộng 1. N được hiểu là chính là cái, đối tượng dữ liệu được khai báo ở bên ngoài rồi là 10, thì x gì nó trả lại chính là, gì, chính là 11. Và tôi sẽ ví dụ tôi return là x nha. Đó. Rồi bây giờ gọi f này thì máy sẽ trả, về giá trị là 121 ngay. Như vậy là bên trong hàm chúng ta là nhìn thấy cái giá trị này, nhìn thấy nó, có thể truy cập vào nó, tính toán ở trên đó được thoải mái. Nhìn thấy nó như là một giá trị, hay là đúng hơn là như một cái đối tượng. Cụ thể ở đây là chúng ta là nhìn thấy cái n như là một cái đối tượng, gì, đối tượng kiểu nào, kiểu nguyên. Tôi làm ví dụ khác nhé. Ví dụ như là trường hợp mà biến tổng thể mà là một cái, đối tượng nó là khả biến, ví dụ như là dãy chẳng hạn, thì thậm chí bên trong hàm có thể là có thể khai thác, có thể là thay đổi cái giá trị của cái, biến đó, vì biến đó là cái giá có kiểu dữ liệu là gì, là khả biến. Chúng tôi viết là a đây, a nhé, a bằng đây, a bằng 1, 2, 3 chẳng hạn. Để chứng minh a là biến tổng thể thì tôi hay báo một cái hàm g ở bên trong, hàm g thì bên trong g tôi có thể dùng lệnh là print được không, print được vì nhìn thấy a như là một đối tượng dữ liệu. Ok, tôi có thể là dùng cái lệnh này được không, append 12 được không, được. Tôi nhìn thấy a như là một đối tượng, các bạn chú ý nhé, nhìn thấy a như một đối tượng dữ liệu, nhưng vì a là đối tượng dữ liệu khả biến, tôi có thể là bổ sung phần tử vào cuối của a được, vì a được đối tượng a cho phép làm như vậy. Sau đó tôi return, không có return mà tôi dừng luôn, tôi dùng lệnh dừng lại thế này thôi nhé, kết thúc enter. Đó, thì bây giờ tôi chạy g này,
Rồi thì đầu tiên nó sẽ in ra cái dãy A chính là cái dãy là 1, 2, 3. Sau đó bổ sung vào cuối của A là 12. Và kết thúc, tôi chạy thử xem nhé. Đây, Enter. Nó in ra, đây chính là cái chỗ nó in ra đây. Vừa nó chạy in ra là cái là lệnh này đây. Bây giờ kiểm tra A nhé. A này đã được tăng lên là 12 rồi. Vì là lệnh này nó ăn nó tác dụng với A. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là cái lệnh này này, vì sao nó lại hiện được, vì nó nhìn thấy A như một đối tượng, chứ các bạn chú ý nhé, chứ nó không nhìn thấy A như là một cái hoàn toàn bên trong hàm g, không thể nhìn thấy A như là một cái như là một biến được, như là biến chúng ta không không thể làm được như vậy, nhưng mà nó nhìn thấy A như một đối tượng, chúng ta có thể truy cập đây, có thể là cập nhật dữ liệu vào A, bởi vì A là gì, bởi vì A là khả biến, là khả biến. Sửa cho là sai nhất đây, tôi viết là df, tôi làm hỏng khác nhé, df mà ha, bây giờ viết đây là sai, thì viết lệnh là a bằng a cộng với ba bốn năm, đấy, viết thế này, sau đó tôi return, tôi print a. Khi viết lệnh này thì viết lệnh này này là cái lệnh mà tôi coi a như là một cái biến, làm là mới làm được lệnh này thì máy nó sẽ báo lỗi ngay. Để thử nhá, thử hát này là máy báo lỗi ngay, vì cái lệnh đó chúng ta đã vi phạm cái điều rằng là biến ở bên ngoài thì không có tự ở bên trong hàm như là một biến. Đấy. Được chưa, các bạn đã hiểu chưa? Như vậy rất nhiều người nhìn cái ví dụ này này thì cứ tưởng rằng là bên trong hàm được phép là thay đổi cái dãy A, cho nên cứ tưởng rằng A chính là cái chuyển dữ liệu vào như là một cái chuyển tham biến là sai, mà đây chắc là không thay đổi cái trong G, là không hề không chỉ nhìn thấy A như một biến và không làm thay đổi được cái biến A như là một đối tượng, nhưng mà được phép là thay đổi giá trị của A được. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi thì đó là cái đó là tôi vừa mới nói các bạn cái điều số 2 là bên trong hàm thì nhìn thì biết không thể như là một cái đối tượng dữ liệu hoặc có thể truy cập giá trị của nó. Sang ý thứ ba là ý khó nhất, ý là nếu như bên trong hàm chúng ta khai báo lại bên đó như với cái từ khóa là global thì chúng ta được phép dùng thoải mái mà ở bên trong hàm như một biến bình thường. Bây giờ ví dụ như này nhé, đây ví dụ bài này đây, bây giờ chúng ta ở đây a là cái này nhé, bây giờ tôi muốn ở bên trong hàm định nghĩa cái hàm g này nhé, tôi muốn là ở trong hàm g thì coi a như là một cái biến bình thường thì tôi sẽ phải khai báo lại, chúng tôi từ là global a, khai báo lại nó tôi tha hồ tôi biết a bằng a cộng ba bốn năm vô tư. Đấy. Xong chúng ta có thể dùng cái lệnh print a ra ngoài để thông báo xong a được thay đổi. Xong. Như tôi chạy vào G nhé, thì tôi in ra là A, đây chính là A này, và khi đó A thực sự thay đổi luôn, tôi có A thay đổi. Được chưa? Như vậy vì chúng ta có cái biến là có cái từ khóa là global đó. Tôi vì với lại cái N nhé, N là 10 nhé, vì tôi định nghĩa hàm F và ở bên trong hàm F này tôi khai báo lại là global N. Và sau đó tôi viết n bằng n cộng 1 thì nó vô tư. Tôi return return n. Return n. Tôi chạy này, tôi chạy là f này. Về 11 mà tôi gọi n, n thay đổi n là 11. Đó, như vậy là biết ở một trường này là bên trong hàm thì là tôi bên trong hàm là cho phép là gì? Sử dụng n như một biến thực sự ở bên trong hàm. Bạn có thấy không nào? Thế như vậy tôi vừa mới chứng minh cho các bạn xem cả ba ý nhé. Ba ý này là ba ý được viết trong cuốn sách giáo khoa cơ bản tri thức ấy. Ba ý đó để chúng ta phân biệt được cái sự khác nhau giữa biến khái niệm biến tổng thể ở ở ở Python và Pascal hay là C. Các bạn đã hiểu không nhỉ? Nhé. Nhưng mà chỗ này là theo tôi là một chỗ tương đối khó, một chút nhé.
Thật ra trong trong toàn bộ cái ý này thì cái ý thứ ba này thực chất là không cần nói cũng được. Cái ý thứ ba này theo tôi cũng được, vì nó không còn không theo tôi, theo cá nhân tôi là không cần dạy cái, không cần dạy cái ý nghĩa của từ khóa global, không không cần dạy, không cần dạy một chút nào, thì nó hơi nâng cao. Một thực tế thì không ai dùng cái này, thực tế không ai dùng cái từ khóa global này. Cái global này theo tôi là Python nó đưa vào để nó code, để nó tương thích với C và với C Pascal và một số ngữ khác. Còn thực tế là hầu như không dùng, cũng có dùng rất là ít dùng. Còn hay trên này là I12 này là rất quan trọng luôn. Tức là biến động thể ở trong Python chỉ có dụng ở bên ngoài thôi, không có dụng tác dụng ở bên trong hàm. Là chúng ta chú ý. Như vậy trong Python bên trong hàm bên ngoài hàm là khác hẳn nhau luôn. Đó rất khác biệt luôn nhé. Còn Pascal hay C trong nhiều ngữ khác thì bên trong hàm là riêng, còn bên ngoài hàm là phủ lên trên toàn bộ. Cho nên là ai mà lập trình quen C với Pascal rồi sang chỗ này là rất là khó chịu luôn, rất là khó chịu. Ngược lại, ai mà lập trình quen với Python rồi ở chỗ này thì khi chúng ta lập trình lại sang Pascal và C mà bị ảnh hưởng cái tư duy là bây giờ bắt buộc biến động thể lại phải chú ý không ảnh hưởng đến bên trong hàm thì rất khó chịu luôn, rất khó chịu cái tư duy là biến động thể lại có dụng trên toàn bộ chương trình. Cái đó là cái nhược điểm, tức là tùy từng người một, nhân một nhé, tùy từng từng con mắt một. Nhưng mà ai mà quen với Python rồi thì cái tư duy này tư duy rất là sáng sủa. Tức là bên ngoài hàng là bên ngoài, trong hàng là bên trong hàng, hai bên nó không liên quan gì đến nhau cả về mặt quản lý biến đó. Thì được chưa? Thế như vậy tôi vừa mới, vậy tới đây là xong cái xong về mặt kiến thức của cái phần hàm rồi. Thế bây giờ tôi để cho nó gọi là hoàn thiện phần này thì tôi bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nâng cao. Hôm trước tôi nói cho cái buổi này rồi, nó lại bây giờ nhắc lại nâng cao một chút. Bây giờ tôi nói các bạn biết là bản chất vì sao nó lại như vậy, vì sao cái biến động thể của Python lại không có tác dụng ở bên trong hàm, mà vì sao bên trong hàm lại nhìn thấy biến động thể như là một đối tượng đó. Thì cái đó là cái ý mà rất quan trọng, mà giải thích của nó rất là dễ như sau nhé. Thì giải thích là như này này. Ở trong Python thì chúng ta chú ý là toàn bộ cái biến ấy, các cái tên biến, ta chú ý rất quan trọng. Ở trong Python ấy thì các cái biến hay đúng hơn là tên biến, tên của biến nhé, và các cái hàm, tên của hàm. Thì những cái tên biến và tên hàm này này ở trong Python thì được quy định là được nó sẽ được quản lý bởi khái niệm là namespace. Đấy, được quản lý nhé, được quản lý bởi namespace, bởi cái này tiếng Việt Nam gọi là không gian tên, mà tôi dùng từ tiếng Anh nhé. Thì đây là những phần mà không có trong sách giáo khoa, nằm ngoài chương trình, thì các bạn là biết như vậy thôi. Và các bạn có thể nói cho học sinh giỏi, học sinh năng khiếu thì nó nâng cao lên thì có thể nói thêm ngoài giờ, còn trong sách giáo khoa thì trong chương trình là không có, thì nó hơi gọi là nó hơi nâng cao một chút. Nhưng mà cái này rõ ràng là theo tôi là rất là nên biết. Như vậy là ở trong Python thì mọi cái biến chúng ta được tạo ra đều được tạo ra và quản lý bên trong một cái namespace. Mỗi biến chỉ được phép được tạo ra chỉ có quyền tác dụng ở trong một cái namespace nào đó, không được ra ngoài cái namespace của mình. Khi tôi tạo ra một biến, tôi tạo ra một biến x bằng 10 đấy, hay là n bằng 1 chẳng hạn, thì những cái biến này là nó nằm trong một cái namespace nhé, cụ thể. Và khi một biến mà có nằm trong namespace rồi thì nó sẽ được quản lý bởi cái namespace này. Và trong namespace đó thì cái biến đó là duy nhất, cái tên biến đó là duy nhất, chúng ta không được phép là tạo ra hai tên biến trùng nhau trong một cái namespace, được chưa? Đó. Như vậy là mọi biến khi tạo ra sẽ phải nằm trong một cái namespace nào đó của Python, và cái vị trí của cái biến đó là duy nhất trong cái namespace đó, và cái miền tác dụng của biến đó sẽ là chính là cái miền quản lý của cái namespace đó. Đó. Không 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 được ra ngoài. Được chưa? Thì trong trong cái namespace này bản chất của nó là các ánh xạ từ không gian tên sang không gian là object, không gian đối tượng, như là x thì trỏ vào 10 như vậy nhé.
hay là n thì trỏ vào một, hay là biến a trỏ vào cái đối tượng là 1, 2, 3. Đấy. Thì bản chất của cái namespace nó chính là một cái ánh xạ từ không gian tên sang không gian các cái đối tượng. Rất là rõ ràng. Và khi một cái x mà tạo ra trong một cái namespace thì nó chỉ có dụng ở bên trong namespace, không có dụng ra bên ngoài namespace khác. Ở trong Python cho phép hoạt động cùng lúc là nhiều namespace. Đấy. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả xem vì sao. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu, bây giờ cho ta hiểu vì sao một cái biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong một cái hàm, và ngược lại một biến ở trong hàm thì không có dụng ở bên bên ngoài hàm. Thì như sau thôi, rất đơn giản. Khi chúng ta tạo ra một cái ra một chương trình thì chương trình nó sẽ tạo ra một cái namespace tổng thể ở bên ngoài to tướng, thì cái namespace ngoài cùng này nó gọi là global global namespace. Đấy. Đây là cái không gian tên tổng thể. Và khi chúng ta tạo một cái biến ở bên trong bên ngoài hàm thì biến đó sẽ nằm trong global namespace. Như vậy là mọi biến tổng thể sẽ được quản lý bởi global namespace, được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta tạo một cái hàm def gì đó. Khi tạo ra như này thì tạo ra một cái hàm f nhé. Thì lập tức là máy sẽ tạo ra một cái namespace riêng cho cái hàm đó. Như vậy là mỗi một cái hàm số là có một cái namespace riêng của cái hàm đó. Nó độc lập với cái global namespace. Thì cái namespace riêng của hàm đó người ta đặt tên là local namespace nhé. Của riêng từng hàm một nhé. Thế vì trong hàm f này tôi tạo ra một biến này là y chẳng hạn. Y bằng một thì ở trong namespace này là y nó sẽ trỏ vào đối tượng là một đây. Mà nó là local namespace. Như vậy là cái local namespace của trong cái hàm là nó hoàn toàn khác biệt với cái global namespace ở trên nào đó. Như vậy là ở trong khi chúng ta vì tôi vẽ cái hình to nhé, ở trong lòng cái chương trình này, to này của chương trình to của Python thì bên ngoài cùng bao giờ cũng là bên ngoài cùng bao giờ cũng là global namespace. Trong cái này nó chứa tất cả các tên của những cái biến và hàm ở mức độ tổng thể. Và mỗi một hàm thì có một cái lô bản riêng này. Đây là hàm thứ nhất này, hàm thứ hai này. Đấy, ở trong chương trình chúng ta có nhiều hàm mà, thì mỗi hàm như vậy nó là một cái local namespace. Đây là hàm f này, đây là hàm g này, đây là hàm h này, đây. Hàm g này, f. Mà trong f này là nó có một cái local riêng nên là local namespace riêng của từng hàm một. Đó. Vậy tôi suy ra ngay nhé, đây ta suy ra như này nhé, đây tôi vẽ là nó bao hàm nhưng mà thực chất là nó hoạt động độc lập với nhau nhé. Bây giờ ta giải thích này, một cái biến tổng thể là n bằng 10 thì nó chịu sự quản lý của global namespace đúng không nào? Đó. Vì vậy nó không thể được quản lý bởi local namespace này, vì hai cái này là khác hẳn nhau. Kia ở bên ngoài là global namespace, ở bên trong này là local namespace. Đây là hai cái namespace hoàn toàn khác biệt nhau. Đấy. Do đó cho nên là cái biến n này không thể có tác dụng ở bên trong hàm f. Nhưng mà đây trước ít nhất nhé. Ít nhất là đây. Biến tổng thể không có dụng ở bên bên trong hàm, vì sao? Bởi vì biến tổng thể được quản lý bởi global namespace. Còn bên trong hàm được quản lý bởi riêng cái local namespace của cái hàm đó, và hai cái namespace này là khác biệt nhau, do đó cho nên là biến tổng thể không thể có tác dụng như là một biến ở bên trong cái local namespace. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi. Ý thứ hai là rất hay là như sau. Khi mà chúng ta làm việc trong một cái local namespace nha, namespace, khi chúng ta thêm một lệnh gán, ví dụ như là một cái mà chúng ta làm một cái lệnh mà dùng để truy cập giá trị, ví dụ chúng ta làm cái lệnh là ở đây bên ngoài chúng ta là bên ngoài chúng ta có là n bằng 10 nhé. Đây chúng ta làm cái lệnh là y bằng n cộng 1, được chưa? Rồi thì khi mà chúng ta thực hiện cái lệnh là y bằng này thì lệnh máy như sau, máy sẽ tính toán cái đối tượng ở bên phải n cộng 1, máy sẽ kiểm tra xem n là đối tượng gì, n có phải là một đối tượng là một cái biến nằm trong cái local namespace không đó.
Nếu có thì máy truy cập vào cái đối tượng dữ liệu là N của local namespace. Nhưng nếu mà trong local namespace này không có cái tên N thì máy sẽ truy cập ra bên ngoài global namespace đó, và máy sẽ kiểm tra a đây có N, như vậy máy sẽ tạo ra đối tượng là 10 cộng 1 là 11, và máy tạo ra một cái tên biến y nằm trong local namespace và trỏ vậy được một. Cho nên cái lệnh này ở bên trong hàm sẽ là như sau, là máy tạo ra một cái biến địa phương là y và trỏ vào cái đối tượng là n cộng 1. Trong đó n cộng 1 này, n này được lấy giá trị từ cái biến bên ngoài này. Đấy. Như vậy là ở trong local namespace được phép là truy cập các giá trị các đối tượng dữ liệu ở bên ngoài, các trên ở global namespace. Đấy. Như vậy là cái quan hệ quan 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 niệm giữa global namespace và local namespace ở trong Python nó là như vậy, là nó có thể là được nhìn thấy nhau bởi các như là một đối tượng. Như vậy là bên trong hàm được phép là nhìn thấy tất cả các đối tượng dữ liệu ở bên ngoài hàm, hay là cái khác là bên trong hàm được phép là nhìn thấy tất cả các biến tổng thể ở bên ngoài và được phép là truy cập các cái biến đó như là một đối tượng dữ liệu, được chưa? Đấy, như vậy đó là cái ý thứ hai. Còn ý thứ ba nó là đặc thù của Python, ý thứ ba là bên trong hàm hàm f này chúng ta có thể dùng cái từ khóa là đây, chúng ta có thể khai báo cái từ khóa là global n thì máy sẽ hiểu a. Như vậy thì máy sẽ hiểu là như vậy là chúng ta sẽ dùng ở trong hàm f này được quyền dùng n, mà n chính là cái biến bên ngoài này, thì khi đó thì hiện nó n ngoài và n bên trong là đồng nhất và máy sẽ tác dụng đồng thời như cả hai bên. Nhưng ta nhìn thấy ở cái cơ chế là khai báo như vậy là nó khai báo là global đấy, là cơ chế mà Python không khuyến khích là người dùng sử dụng. Chúng ta chú ý rất ít khi dùng cái đó, vì đó là nó vì nó cái đó đi ngược với cái tư duy của Python. Python là một lập trình mà không cần khai báo biến, vì chúng ta lại cần khai báo là global thì nó rất là dở, được chưa? Đấy, như vậy thì anh chúng ta chú ý nhé. Như vậy là mà chúng ta có thể dễ dàng giải thích được ba cái ý này bằng công cụ là namespace thì rất dễ hiểu, nhưng vì trong sách giáo khoa thì không có, nên chúng ta đành giải thích cái này thông qua các ví dụ thôi, chứ không chúng ta không thể giải thích được bằng cơ chế của cái namespace. Nhưng nếu mà học sinh mà hiểu được cái cách quản lý biến thông qua namespace thì mọi thứ trở nên rất là dễ dàng rồi. Thế bây giờ tôi nói thêm một chút nhé. Đó là cái cơ chế là giữa global namespace và local namespace. Nhưng mà thực chất ra ở trong Python nó còn có một cái lớp ở bên ngoài cùng nữa nhé. Ở trong Python các bạn thấy là nó có rất nhiều cái hàm mà là hàm mặc định, đúng không ạ? Này, ví dụ là tôi gọi A là một bên thì cái hàm sum này, hàm sum của A là hàm tính tổng này, hàm len của A là hàm tính độ dài của A, tôi biết rồi. Hay là hàm max max của A là hàm tính max, hàm min của A này. Mà chúng ta từng biết những cái hàm như là cái hàm là hàm round chẳng hạn, hàm round của như là 1.3424 này thì nó sẽ làm tròn cái số hàm hoặc làm tròn. Hay là cái hàm in là hàm biến đổi sâu và số thực sang số nguyên. Hay là hàm float là cái hàm hàm float là cái hàm dùng để biến đổi nhá, float biến đổi từ số nguyên và sâu sang gì sang số thực. Hay là tất cả những cái từ khóa như là những từ như là list nó là hàm này, xem nó là hàm này, hay là range bản thân nó cũng là hàm, đúng không? SR nó là hàm, thì những cái hàm này là nó gọi là cái hàm mặc định bản thân. Trong Python có rất nhiều hàm mặc định. Thì bây giờ chúng ta hay là chữ hàm, đặc biệt hàm input là một hàm đấy, input là cái hàm rất hay dùng. Hay là hàm print làm cái hàm. Tất cả các cái hàm mặc định trong Python đều là viết thường không 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 có chữ hoa nhé. Rồi thế bây giờ thì là cái hàm thì gọi là ra là những hàm này thì ai quản lý, cái namespace nào quản lý những cái hàm này. Chúng ta có thể dùng cái lệnh này trong máy tính không có, trong cái có là cái lệnh này dir, lệnh này chúng ta có thể cho đi ra được, là chúng ta dùng hai cái dưới là dùng từ là bin bin exit trong dưới này nữa. Thì đây nó là
lệnh này hiện đặc biệt lệnh này là chúng ta sẽ liệt kê ra tất cả các cái hàm mặc định có sẵn của Python. Đây các bạn chú ý trong cái hàm này nhé, trong cái tên này thì cái phần đầu tiên ấy, phần đầu tiên là có chữ in, có chữ viết hoa thì đều có chữ là error ở cuối, thì cái phần này này, toàn bộ cái phần này thì nó không phải là hàm bình thường. Ở đây nhé, đây thì các cái này nó là ở trong Python thì người ta quy định là những cái hàm mặc định, tất cả các hàm đều viết chữ thường, không ai viết chữ hoa, nhưng mà các cái này đều viết chữ hoa. Viết chữ hoa nó là cái gì? Viết chữ hoa đây nó chính là các cái class, các cái lớp mà chúng ta chưa học đến đây. Cái lớp này chính là các cái lớp mô tả các cái lớp mặc định ở trong Python, và nó dùng để mô tả, để phân biệt, để nó dùng để gì? Dùng để phân phân loại lỗi, lỗi ngoại lệ. Thì lại đến cái bài sau tôi sẽ mô tả lỗi ngoại lệ. Nhưng mà từ đây trở đi, từ đây này, từ đây trở đi chính là cái hàm mặc định đây, cái hàm mặc định của Python, hàm có sẵn, hàm có sẵn. Thì câu hỏi đặt ra là những cái hàm có sẵn này thì chúng ta biết rồi, vừa nói xong là tất cả các tên hàm và tên biến đều phải nằm trong một cái namespace nào đó quản lý ở trong trong Python, thì mọi cái tên biến, mọi cái tên hàm đều được quản lý bởi một cái namespace nào đó. Thì câu hỏi đặt ra là những cái hàm này thì ai quản lý này, thì câu trả lời là như sau. Để tôi sẽ miêu tôi sẽ mô tả, tôi vẽ lại bức tranh hoàn chỉnh của khái niệm namespace của Python để cho bạn dùng nhé. Tất cả cái này là không có ở trong trong sách nhé, không có trong chương trình. Đây, để tôi mô tả lại cho các bạn. Ở đây tôi nói các bạn có hai khái niệm là global namespace và local namespace, nhưng mà bức tranh của nó là như này cơ. Đây, mô tả nhé. Ở trong Python này, trong Python thì cái bên ngoài cùng không phải là global namespace, ở ngoài cùng nó là bin in namespace. Đấy, ngoài cùng là cái này cơ, namespace. Đấy, ngoài cùng là bin in namespace. Thì bin in namespace là cái gì? Là cái namespace có sẵn mặc định và chúng ta không thể can thiệp được vào cái name, vào cái bin in namespace này. Bin in namespace là cái namespace đăng tên để quản lý tất cả cái hàm có sẵn ở trong Python. Các hàm, các cái tên có sẵn trong Python, các hàm như hàm min, hàm max, hàm len, hàm sum, vân vân, tất cả những hàm ở bên chúng ta vừa mới xem ở bên này nhé. Đây, chúng ta vừa xem cái đây phần này. Nếu bạn nào mà học mà nắm được gần hết hay là gần hết cái hàm này thì chúng ta người đó là thạo rồi đấy. Chúng ta biết được gần hết, biết hết thì là rất thành thạo, thành chuyên gia rồi. Nhưng mà chúng ta biết được già nửa cũng rất tốt rồi. Chúng ta biết khá nhiều rồi nhé. Chúng ta biết là cái hàm này này, chúng ta biết là cái hàm id, chúng ta biết rồi là hàm chỉ ra cái địa chỉ ô nhớ của cái biến đó này, hàm in này chúng ta biết rồi này, đó hàm input này biết rồi này, đó hàm max này biết rồi này, hàm min đây này chúng ta biết rồi này, đó hàm range này chúng ta biết rồi nhé, hàm round vừa 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 mới học xong nhé, đó là hàm type biết rồi nhé, hàm type là cái hàm mà để trả lại cái kiểu của cái số nhé, hàm sum này đấy, nhiều lắm, chúng ta biết nhiều lắm. Hàm ABC là hàm chính giá trị tuyệt đối của một đối tượng nhé, hàm đi chúng ta biết rồi nhé, đi chúng ta dùng mãi cái đi rồi nhé, đấy, chúng ta biết khá rồi đấy nhé. Rồi thế bây giờ tôi như vậy là ở trong cái không gian làm việc của Python thì cái bên ngoài cùng của nó không phải là global namespace mà chính là bin namespace. Ở trong mini namespace nó có một cái namespace to tướng ở bên trong là của nó chính là global namespace, global và bên trong đó mỗi một hàm lại là một local namespace, nó có nhiều local namespace như thế này, mỗi một hàm là một cái local namespace. Local. Có bao nhiêu hàm thì có bao nhiêu hàm này có bấy nhiêu cái local namespace nhé. Đó, thì đây chính là cái bức tranh mà chúng ta thấy. Chúng ta mở trình ra cho ta đặt n bằng 2, n bằng 2 sẽ nằm ở đây. N bằng 2 sẽ bằng 2 sẽ tròn ở đây. Tôi tạo một cái hàm là hàm f thì hàm f sẽ nằm ở đây. Khi tôi tạo một cái hàm f, hàm f
thì bản thân cái tên F, F nằm ở bên ngoài, F là tên của nó nằm ở bên ngoài, nhưng mà cái hàm F đó nó có một cái local namespace riêng của nó. Tôi tạo một cái hàm mới đặt tên nó là G, thì hàm G đó sẽ có một cái local namespace, còn bản thân G này là có ở trong global namespace, được chưa? Đó. Còn ở bên ngoài binning namespace này là những cái hàm như là hàm dir, hàm time, hàm print, ta vừa nhìn thấy xong. Như vậy là ở bên trong hàm, về nguyên tắc của Python, ở bên trong hàm được phép truy cập biến ở bên ngoài hàm, đúng không? Như vậy là ở bên trong hàm được phép sử dụng các cái biến mà biến tổng thể thoải mái vô tư, và bên trong hàm, bên trong hàm hoặc bên ngoài hàm đều được sử dụng các cái này, được sử dụng những cái các cái tên này, vì chúng bên ngoài nọ, bên chúng là các cái tên ở bên namespace, ở cái vòng ngoài cùng. Như vậy là bên trong hàm cũng được phép dùng những cái hàm này, hàm mặc định này, hàm có sẵn, đúng không? Ở trong chương trình chính được phép dùng dùng những cái này. Nguyên tắc của nó là ở bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà hai cái vùng là khác hẳn nhau. Cái global namespace là hoàn toàn khác với local namespace, do đó những cái biến mà được khai báo ở là cái local local global namespace này không có tác dụng ở bên trong một hàm, không có tác dụng đó. Nhưng mà lại biến tổng thể không có tác dụng ở bên trong hàm, nhưng bên trong hàm được phép nhìn thấy biến tổng thể như là một đối tượng mà chúng ta có thể truy cập, chúng ta có thể thay đổi giá trị nếu nó là kiểu dữ liệu khả biến, còn nếu nó là kiểu dữ liệu bất biến chúng ta không thể thay đổi được giá trị. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây chính là cái bức tranh tổng thể của cái mô hình quản lý tên và biến ở trong Python. Chúng ta chú ý như vậy, nó có là ba lớp. Lớp trên cùng là binning namespace, lớp to ở bên trong là global namespace, và lớp trong cùng là local namespace. Rồi thế thì chúng ta chú ý này, nó có hai cái hàm để liệt kê ra cái các cái tên là global namespace hay là local namespace. Tôi muốn hỏi các bạn xem nhé. Về binning namespace thì chính là cái lệnh này, đây là cái lệnh này, chính là để xem binning namespace, chính là lệnh này nhé. Bây giờ mô tả global, chúng ta dùng lệnh là global. Đây thì chúng ta sẽ liệt kê được những cái hàm này. Ví dụ như là n nhé, là cái biến của kia, là cái biến nằm trong global namespace biến tổng thể. G đây, hàm g chúng ta vừa tạo ra này, g đấy nhé, g ở trên này này, đây này, hàm g đây này, hai g đấy nhé, hàm h này, hàm g này, hàm g này, đấy, g. Thì hàm g này là trong g, ở trong bên trong g là một cái local namespace, nhưng mà gì, nhưng mà g thì nằm trong lúc global namespace. Đây, đây. Chúng ta gọi là global nhé, đây chính là cái global namespace. Nó chứa nhé, nó chứa n này, chứa g này, nó chứa a này, nó chứa h này, nó chứa là gg. Tất cả những cái hàm khai báo trong chương trình đều nằm trong global namespace hết. Đây, chúng ta chú ý. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem một cái local namespace nhé. Đây, tôi khai báo một cái hàm nha, một cái hàm tôi đặt tên là ggg. Hàm g của tôi sẽ có là khai báo biến là z. À, nói thêm nhé, vì ở trong vì là vì một cái biến chỉ có dụng ở bên trong một cái namespace, và các namespace được được quản lý độc lập với nhau. Suy ra thì suy ra là ở trong một cái local namespace này được phép khai báo biến trùng với tên bên ngoài được thoải mái. Bên ngoài là n bằng 2 nhé, là biến là n là biến tổng thể, thì bên trong hàm tha hồ được phép khai báo của như này, n bằng 10 thoải mái. Thì bên trong hàm này thì n 10 là chính là cái biến local thôi, được quản lý bởi cái local namespace này đấy. Nó không phải là biến n bên ngoài này, n bên ngoài này là biến tổng thể, n bên trong này là biến địa phương. Do đó là ở trong Python thì suy ra là được phép biến địa phương, được phép trùng với tên của biến tổng thể. Đấy, các bạn thấy không nào? Nó khác hẳn với Pascal. Pascal là biến địa phương không được phép được tạo ra trùng với tên của biến tổng thể. Còn bên trong 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 Python thì được phép vô tư, bởi vì là mỗi biến vì vì sao như vậy? Vì cái local namespace hoạt động độc lập với cái global namespace. Cho nên chúng được phép là hai
hai namespace khác nhau được phép trùng tên nhau vô tư. Đấy. Bây giờ làm thử các bài này nhé. Đây, cái này chúng ta đang là gì? Chúng ta đang là xóa đi dòng lại này. N là biết bên trong thẻ. Được chưa nào? Bây giờ tôi khai báo này def ggg nhé. Ở trong cái g này tôi khai báo là n đấy. Này bằng 100. Đấy. Xong là m bằng 20. À, cho tôi return không đi thôi. Tôi sẽ dùng lệnh print. Đấy. Lệnh print tôi sẽ in ra các cái local, in ra các tên của local namespace của g. Print này local, lệnh local này là cái lệnh là sẽ in ra cái lệnh local này là cái lệnh sẽ trả lại là một dãy, là một cái dãy các cái thông các cái tên của cái gì của cái local namespace đó. Tôi in ra thì tôi xem là như vậy, lệnh này sẽ in ra cái local namespace của hàm ggg nhé. Sau đó chúng ta mới return kết thúc, return là n cộng m chẳng hạn. Xong tôi gọi hàm ggg nhé. Đây, như vậy bên ngoài của chúng ta n bằng 11, ok tôi gọi hàm ggg đây. Gọi ra thì nó sẽ chạy này, nó sẽ in ra đây, đây chính là cái local namespace của hàm ggg. Và cái local namespace nó có hai biến là biến n thôi, biến n chỉ vào là 100 là đây này, và biến m chỉ vào số 2, thấy không nào, chỉ vào số 2, 2. Như vậy là trong cái local namespace của hàm g này chỉ có hai biến là biến n biến m, và nó phân biệt nó đây là biến n này là biến địa phương không phải là biến n này nhé, đây là biến tổng thể. Khi chúng ta thoát ra thì n bên ngoài nó vẫn như cũ, nó vẫn là 11. Đấy, chúng ta thấy không nào. Như vậy là ở trong Python thì chúng ta chú ý là ở trong hàm được phép định nghĩa cái biến giống ở bên bên ngoài hàm, và hai cái đoạn hai biến nó là khác hoàn toàn nhau, không liên quan gì đến nhau cả. Các bạn chú ý chưa nhé, chúng ta rất chú ý chỗ này nhé. Đấy. Chú ý chỗ này để khi mà chỗ này để mình không dạy cho học sinh, nhưng mà chúng ta biết để nếu học sinh nó hỏi thì chúng ta biết và trả lời. Đây là những chỗ mà tương đối sâu sắc của Python, và nếu mà ai mà chưa thạo Python ấy khi làm bài tập thì rất là khó khăn, hay vướng mắc không hiểu. Đây, tôi nói thêm một chút để chúng ta có cái hình dung sâu hơn một chút về cái khái niệm namespace, khái niệm biến 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 tổng thể và biến địa phương nha. Các bạn có hiểu không? Cái chỗ này là đó, hôm nay là cái chỗ này là chỗ tương đối sâu đấy, tương đối sâu nha. Về bản thân cái hàm, cái bài cuối cùng của cái chương về hàm số là cái bài chỉ nói về cái miền tác dụng của biến thôi. Thì trong cái bài đó học sinh sẽ phải rút ra mấy ý sau đây. Ý thứ nhất là biến địa phương không có tác dụng ra bên ngoài hàm. Đó chính là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nói về cái biến tổng thể thì có ba ý nhỏ. Ý thứ nhất là biến tổng thể không có tác dụng ở bên trong hàm. Ý thứ hai là bên trong hàm là được quyền truy cập các giá trị của biến tổng thể, tức là bên trong hàm được nhìn thấy biến ở bên ngoài hàm nhé. Và cái ý thứ ba trong cái bài ý, trong cái động hai đó, ý thứ ba là gì, là nếu muốn dùng lại biến tổng thể ở bên trong hàm nhưng mà biến chúng ta khai báo lại bằng bài với từ khóa là global, là ba cái ý. Thì bay bay đó chúng ta sẽ ở đây chúng ta hoàn toàn hiểu theo cái từ vừa nói vậy. Và chúng ta còn thêm một ý nữa mà trong sách giáo khoa không nói, chúng ta có thể biết được là gì, là như vậy là bên trong hàm được phép và tạo ra các biến là trùng tên với biến tổng thể, tức là biến địa phương được phép trùng với tên thì biến tổng thể. Cái này là do bản chất của cái của cách quản lý biến của Python. Như vậy là biến ở trong Python được quản lý bởi khái niệm namespace, và thực chất trong namespace của chương trình là nó có gì, là nó có ba cái mức. Mức trên cùng là mức là nó lại bin in namespace. Cái mức này là mức mà chúng ta không được can thiệp vào, chúng ta chỉ được nhìn thấy nó thôi. Mức thứ hai là mức là global namespace, là mức chúng ta khai báo các cái biến tổng thể thì nó nằm trong trong namespace. Và mức thứ ba là cái local namespace, là trong cái hàm chúng ta khai báo cái biến ở trong một hàm thì nó chính là local được chưa. À, như vậy là tới giờ phút này là với điều mà tôi vừa trình bày, chúng ta giải quyết được hoàn toàn cái giải quyết được hoàn toàn cái bài toán phân biệt biến tổng thể và biến địa phương ở trong Python. Mà thậm chí còn hay hơn nữa là phân biệt được đâu là các cái biến mà gọi là biến bin in, các cái hàm bin in, hàm mặc định, đâu là biến tổng thể và đâu là biến địa phương.
Hôm trước tôi có đưa em ví dụ là rất hay, thằng Python nó không Python là nó được phép đặt tên biến trùng, chỉ cần không được giống với từ khóa thôi, còn được phép đặt tên cho mọi thứ. Thì bây giờ như này, đây thì bây giờ chúng ta biết là cái lệnh print là tôi vừa cho mình lệnh print là cái lệnh, thì bây giờ là cái lệnh mà mô tả cái lệnh in của chúng ta đây. Nhưng mà print print là một cái tên nằm trong cái bin in namespace. Cái print này là nằm trong cái không gian tên này, không gian tên ngoài cùng rồi này. Đấy. Cái print nằm ở đây nhé. Đây. Cái từ print nằm ở đây, nằm nằm ở chỗ này nhé, nằm ở đây này. Đó. Rồi, thế bây giờ tôi làm như này. Bây giờ tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi viết là print bằng 1. Có được không? Hoàn toàn được. Với lệnh print bằng 1 thì như nào? Thì chúng ta tạo ra một cái biến tổng thể nhé, nằm trong global namespace và có cái tên là print. Vậy sau lệnh này thì print sẽ được kiểm soát bởi local namespace. Được chưa? Và khi đó chúng ta có dùng lại là print, lấy là print bằng print cộng 1 là vô tư này, print cộng 1 là vô tư này. Đấy. Hay chúng ta dùng cái lệnh là gì? Là n bằng bằng 12, 15 rồi là nhân với print có được không? Được. Khi chúng ta đặt cái print bằng 1 này thì cái lệnh print này, cái chữ print này là một cái biến, tổng thể nằm trong global namespace. Và như vậy ở trong local namespace nó sẽ che khuất, không nhìn thấy cái hàm print này nữa, vì cái print này là tên nằm trong bin in namespace. Nhưng mà chúng ta có một biến ở đây rồi, cho nên là khi viết lệnh này thì máy hiểu à, đây cái print này là chỉ là một cái biến. Như vậy đây này nó trả lại giá trị là đây là n, đây là pin bằng 1, đây là pin bằng 2, nó trả lại n bằng 9 là bằng 30, n là bằng 30. Và đây thì viết lệnh này thì máy báo lỗi ngay, cái print 12 máy báo lỗi ngay, bởi vì print bây giờ nó không là một hàm nữa mà nó làm cái biến, cái tên biến ở trong local, trong global namespace. Đây tôi viết là global nhé, global đây, kiểm tra trong global của gọi tên gì, enter đây, nó chính là print. Như vậy print của chúng ta bây giờ nó không phải là một cái hàm nữa, nó bị che khuất đi và nó làm cái biến nằm trong cái namespace tổng thể và chỉ vào giá trị là 2. Đấy, thấy không nào? Rất hay không nhá? Được rồi, thế bây giờ khi tôi tạo ra một cái biến ở trong một cái namespace tôi xóa được không? Thì lệnh đen chính là lệnh xóa, lệnh đen chính là lệnh không có tên. Tôi dùng lệnh là đen print, thì khi đó nó sẽ xóa cái tên print này ở trong cái global namespace đi nhé, xóa này, xóa. Và bây giờ trong global là không thấy cái print nữa, không có rồi, không thấy nữa. Và bây giờ print nó sẽ, lúc bây giờ print nó sẽ trả lại thì nó trả lại giá trị chính là cái hàm ở trong cái bin in namespace. Bây giờ print tôi được phép là in rồi, ngay rồi. Đấy. Thấy không nào? Các bạn hiểu cái này không? Cái nguyên tắc vì sao tôi gọi là lệnh này này? Vì lúc bây giờ là print không nằm trong global namespace nữa. Do đó khi mà tôi gọi cái hàm print ở ở hàm g này này, ở trong chỗ này này, tôi gọi gọi cái print ở đây đó, thì theo tinh thần thì nó sẽ phải không thấy cái print ở trong cái global này, nó sẽ phải truy cập ra bên ngoài. Đấy, ra bên ngoài. Nguyên tắc là từ local này nó sẽ truy cập ra ra global, sau đây nó lại truy cập ra bên ngoài nữa, thì nó luôn từ bên trong được truy cập ra bên ngoài. Cứ như vậy, là ở ở bên trong global namespace chúng ta được quyền dùng lệnh print là như vậy, vì chúng nó sẽ truy cập ra bên ngoài, bên vào bên ngoài là cái bin in namespace mà chúng ta không được can thiệp vào, chúng ta chỉ nhìn thấy nó thôi và được phép sử dụng nó nhé. Đấy, chỗ này là chỗ tương đối sâu. Đấy, tôi vừa mới chịu cho bạn xem cái thứ hai chỗ này nhé. Như vậy chúng ta tạo ra cái lệnh này là ngon lành đây, tạo ra là tạo được, không bị lỗi vì cái print nó không phải là một từ khóa, là vô tư. Nhưng mà khi đặt cái này rồi thì print nó sẽ biến thành một cái biến là một cái số nguyên và nó không còn ý nghĩa là một cái hàm 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 in nữa. Nó sẽ biến thành một cái biến ở trong cái global namespace đây. Đấy, và khi chúng ta xóa đi, thì nó sẽ mất đi
ở trong global namespace, và khi đó chúng ta được phép dừng lại nó, dừng lại cái biến này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ được như vậy là từ đây là kết thúc cái chương về về hàm số. Bây giờ tôi sẽ dành xem lại, tôi sẽ làm một số các cái ví dụ nhé. Bây giờ tôi sẽ ví dụ tôi sẽ làm ví dụ một số các cái hàm mà đầu tiên tôi sẽ ví dụ một cái hàm mà có cái tham số dạng là tham số lựa chọn, để chúng ta hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào. Cái này là cái khác biệt, những cái này là cái ở trong Pascal không hề có khái niệm tham số lựa chọn, trong C không có. Đây tôi làm như này nhé, tôi tạo một cái hàm, minh họa một cái hàm tạo hàm có tham số lựa chọn để chúng ta có hình dung nhé. Đây, ví dụ như thế này, tôi sẽ tạo một cái hàm là hàm để sắp xếp dãy số được ạ. Tôi làm cái hàm là hàm sắp xếp. Hàm này là đầu vào là A và sắp xếp luôn dãy A luôn. Sắp xếp luôn dãy A luôn nhé. Thì mà điều tôi vừa muốn là tạo cái hàm sắp xếp theo thứ tự tăng dần, mà lại vừa muốn tạo một cái hàm xếp theo thứ tự giảm dần. Thì bình thường tôi phải tạo ra hai hàm, một hàm là sắp xếp tăng, một hàm sắp xếp giảm. Bây giờ tôi dùng một hàm thôi. Và tôi viết như này, tôi viết là hàm mà A mà sau tôi viết phải, tôi viết là C bằng 0. Như vậy C là một cái tham số thứ hai dùng để lựa chọn, dùng để mô tả cái bản chất của cái việc sắp xếp. Tôi để bằng 0, tức là để cho là giá trị mặc định của C là 0. Như vậy nếu C bằng 0 thì hàm này sẽ sắp xếp theo tự tăng dần, còn nếu C bằng 1 thì nó xếp theo tự giảm dần. Nhận biết tôi mô tả cái hàm này nhé. Đây, tôi mô tả, tôi dùng ba cái dấu này tôi mô tả nhé. Như vậy là nếu C bằng 0 thì hàm sẽ sắp xếp A theo thứ tự tăng dần, mà đây là mặc định nhé, tăng dần. Như vậy là khi chạy chúng ta không cần viết C nữa. Còn nếu C bằng 1 thì hàm sẽ sắp xếp A theo thứ tự giảm dần. Đây là một cái ví dụ đơn giản nhất mà minh họa cho cái khái niệm là minh họa cho cái khái niệm là tham số lựa chọn. Như vậy cái hàm sắp xếp này là A là cái tham số bắt buộc là phải có, là dãy số chúng ta cần sắp xếp. Còn C là cái tham biến lựa chọn, là tham số lựa chọn, là có thể có hoặc không. Mặc định của nó là không thì là có thể không có, thì là sắp xếp theo thứ tăng dần. Còn nếu muốn sắp xếp A theo giảm dần thì ta viết là A sắp xếp A xong phẩy C bằng bằng 1 là xong. Hoặc chỉ viết là A 1 cũng được. Đây thì đó là cái em đây cho tôi khóa lại. Thì đây là ba cái dấu này. Cái phần này chính là cái đồng bản thân, đồng thời nó là cái mô tả hàm. Đồng thời nó là comment luôn. Thấy không nào? Thế bây giờ chúng ta nhớ lại bài này rất đơn giản thôi, chúng ta sắp xếp như sau. Chúng ta chú ý nếu C bằng 0 thì sắp tăng dần, nếu C bằng 1 thì sắp giảm dần. Thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta nhớ lại là cái bài chúng ta làm như này. Đây. Tôi dùng cái thuật toán sắp xếp châu bò đơn giản thôi nhé. Không cần tối ưu. Là tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ tìm trên tất cả các bộ EG. Với Y nhỏ hơn G. Thì nếu AI mà nếu C bằng 0 sẽ cho tăng dần, thì nếu AI mà lớn AG thì ta đổi chỗ. Ngược lại nếu C bằng 1 là giảm dần, thì nếu AI lớn AG thì tôi sẽ đổi chỗ. Rồi, như sau nhé, tôi là for này. For I in không, tôi đợi thì tôi làm cho nó cho là cho dễ, viết N bằng len A cho nó viết cho nó dễ nhé. Sau đó chúng ta dùng vẫn là vùng có lệnh này, tìm tất cả các cặp y ghi nhé. For i in range từ 0 đến n, từ 0 đến n trừ 2, n trừ lại n trừ 1. Sau đó là for g in range i cộng 1 đến n trừ 1. Thế đây tức là chúng ta sẽ
Chúng ta sẽ tìm tất cả các cặp easy sao cho lại y nhỏ hơn g và chúng ta sắp xếp nhé. Điều sắp này thì chúng ta sẽ phải dựa vào c nhé, nhưng mà là x đây, x bằng 0 thì chúng ta sắp xếp theo tự tăng dần đó, thì đây sẽ là gì, là x tăng dần, thì nếu nó mà ai mà lớn hơn ai là dạy chúng ta sẽ không đúng nhé. A g thì chúng ta đổi chỗ, chúng ta viết là ai phải a g phải bằng a g phải a y. Đấy, đây là trường hợp mà ta sẽ phát tự là tăng dần, bị ngược lại nhé, ngược lại đây bây giờ if hoặc là có thể chọn chính xác else nhé, else if mà c mà bằng 1 thì chúng ta sẽ khởi c và c khác không khác một chúng ta bỏ qua, nhưng c bằng 1 thì là giảm dần, thì là if cái sự giảm dần, thì nếu mà if ai mà nhỏ hơn ag đấy thì chúng ta sẽ để tôi copy cái này xuống cho nó nhanh, đỡ phải copy lại nhé. Đấy. Như vậy nếu if y bằng 0 tức là sắp cho tôi tăng dần, thì nếu mà ai mà lớn ag thì đổi chỗ, còn ngược lại nó sẽ bằng 1 là giảm dần, thì nếu ai nhỏ hơn ag thì ta đổi chỗ. Đây, như vậy thì enter enter xong như vậy từ đây không cần enter xong rồi. Bây giờ là ta thử ví dụ nhé, tôi viết a này, a bằng nhé, tôi viết khai báo mất kỳ đây, khai báo là 8 này, 9 này, 0 này, chiều 1 này, chiều 10 này, 15 này, 7 6 này, 3 này, 1 này. Ví dụ như này nhé, đó 3 phẩy rồi, đây là ví dụ thôi nhé, để tôi ghi ra cái file này là file sắp xếp có điều kiện dùng từ đó nhé, cấp tốc này, project, cái file này là cái file là sắp xếp có điều kiện, để các bạn thấy là một hàm thôi mà làm được cả hai việc luôn, vừa là sắp xếp xuôi và sắp xếp ngược luôn nhé. Đây, việc tôi muốn sắp xếp xuôi này, tôi viết là sắp xếp a, thì đây chính là như thế này, là sao là sắp xếp xuôi luôn nhé, tôi print này, print a ra đây, như vậy này, đây là trường một của ta, đáng lẽ tôi phải viết là sắp xếp xong nó a phẩy không đúng không nào, vì là chúng ta đây là a và c mà. Nhưng vì là c là cái thuộc tính, là cái tham số mà lựa chọn có thể có hoặc không mà mặc định là không rồi, cho nên tôi có thể bỏ qua. Như vậy là cái lệnh sắp xếp này chính là cái lệnh sắp xếp theo tự tăng dần, được chưa? Đấy. Tôi chạy thử nhé, tôi bấm vào đây chạy thử thì máy nó sẽ in ra này, này trừ 10 1 0 1 3 5 này, sự tăng dần thấy chưa? Đó đấy nhé. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ làm lại nhé. Bây giờ tôi sẽ theo tự giảm dần này. Bây giờ tôi làm lại một lệnh khác nhé. Các bạn thấy nhé. Bây giờ tôi copy lại cái này lên trên cho nó dễ nhé. Dễ. Đây. Rồi bây giờ tôi sắp xếp a phẩy một. Đó. Thì lần này tôi khai báo là a phẩy một. Thì như vậy tức là c nó chính là một, chỉ là một và một tức là xếp theo tự giảm dần. Nhé. Tôi print ra. Như vậy cái đáp án thứ hai nó sẽ là chính là theo tự giảm dần. Đây tôi sẽ viết ra cho nó dễ nhé, em viết ra này, print kết quả ra cho nó hay nhé, sắp xếp tăng dần thì như thế này nhé. Còn ở đây là sắp xếp giảm dần, tôi copy cái này xuống cho nó dễ nhé, sắp xếp giảm dần nhé. Chạy thử cho bạn xem nhé. Đây. Đây, tăng dần là như này, giảm dần đây.
Như vậy là cùng một lệnh thôi, là có thể lúc này thì ta dùng giảm dần, lúc kia dùng 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 tăng dần, rất thuận tiện, các bạn thấy không nào? Như vậy cái ý nghĩa đây chính là ý nghĩa của cái việc là chúng ta tạo ra các cái tham số, tham số là lựa chọn. Như trước tôi nói, sự lựa chọn rất là hay. Thì như vậy khi mà muốn tăng dần, chúng ta vì mã định nó là bằng không rồi, cho nên là khi tăng dần chúng ta có thể bỏ qua, viết là xong. Đây, đây chính là tăng dần đây. Ở gần chúng ta viết là sắp xếp A1, thấy không nào? Thì đây chính là ý nghĩa của cái những cái khai báo các cái tham số có lựa chọn ở trong Python. Cái này khá rất hay, mà ở trong Pascal là không có. Trong trong Pascal họ dùng rất nhiều cái này, làm cho cái chương trình nó rất là viết là ngắn gọn trở lại, ngắn rất là nhiều, ngắn gọn rất là hay. Cùng một cái hàm đó như là lúc thế này lúc thế khác. Đấy. Bây giờ quay lại một chút về cái hàm sắp xếp thì tôi xin lưu ý các bạn nhé. Bây giờ tôi khai báo một cái hàm ở một cái dãy đây, kỳ nhé. 780 trừ 1 trừ 17 3 5 trừ 40 trừ 10 9 24 6 như thế nhé. Đây là một cái dãy mà tôi biết trước nhé. Chúng ta biết rằng là cái hàm mà cái thuộc tính nhà cái phương thức sort. Phương thức sort này là chúng ta bỏ ra, phương thức sort nó có một cái tham số, nó có một cái tham số lựa chọn là reverse. Đây này, reverse. Reverse bằng forms mặc định sẽ là sắp xếp theo thứ tăng dần. Còn nếu mà reverse bằng true là xếp theo thứ giảm dần. Bạn thấy không nào? Cho nên cái chỗ này là đây là một cái ví dụ nữa của cái một phương thức của Python là gì? Là nó mà một cái hàm như vậy, sort như vậy, cái hàm sort này có thể lúc thì tăng dần, lúc thì giảm dần tùy thuộc vào các cái biến của chương trình. Mặc định nó là false. Như vậy mặc định nó sẽ làm là luôn là tăng dần. Còn chúng ta muốn mà xuất phát giảm dần, chúng ta viết là reverse bằng true là được nhé. Đây mình viết là a sort thì sau lệnh này thì a nó sẽ theo tự tăng dần. Đây chính là phương thức mặc định mà chúng ta đã biết nhé. A sort enter thì a nó sẽ là theo tự tăng dần, thấy không nào? Từ 50 là trừ 17 trừ 1 0 3 5 6 7 8 9 24. Bây giờ tôi muốn sắp xếp a thì giảm dần làm như sau. Tôi biết là a chấm sort. Chúng ta dùng cái gì? Dùng cái reverse. Đây, dùng cái reverse. E đúng không? Một bằng true. Đấy. Thì đây khi viết là reverse bằng true thì nó làm một cái thuộc tính nữa bỏ thêm vào. Thì với tính thuộc tính này với cái đối số như thế này thì chúng ta sẽ sắp xếp a sẽ tự giảm dần. Enter a này, a giảm dần đây. Đấy. Vậy là vẫn là cái hàm sort nhé. Mặc định như thế này nó là tăng dần, còn viết thế này thì nó là giảm dần. Bạn thấy không nào? Thì cái hàm sort này là cái hàm gì? Là cái hàm là tác động lên trực tiếp lên lên kia lên đối tượng A, đối tượng A. Khi làm xong thì A tự thay đổi. Thì cái hàm sort cũng có hay, nhưng mà thực tế chúng ta sẽ ít khi dùng. Chúng ta bây giờ tôi muốn là sắp xếp A, nhưng mà tôi muốn là trả lại một cái biến mới cơ, một cái dãy mới cơ. Bản thân A không muốn thay đổi thì lệnh này nó rất là dở, nó làm cho A thay đổi. Điều có lệnh nào mà tôi sắp xếp lại A mà bảo đảm rằng A không thay đổi thì làm như nào? Thì làm như này. Các bạn chú ý như vậy là cái phương thức sort là phương thức là sắp xếp là dãy A và tác động lên chính dãy A. Cho nên là khi thực hiện xong rồi thì A, bản thân A là thay đổi về giá trị, tăng dần hoặc giảm dần. Bây giờ tôi muốn là làm cái hàm mà không thay đổi A nhưng mà nó trả lại giá trị là một cái dãy mới mà sắp xếp lại thành dãy A thì làm như sau. Bây giờ tôi mô tả bằng hàm trước nhé. Đây tôi làm một hàm. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài này. Bây giờ chúng ta sửa cái hàm sắp xếp này thành một cái hàm mới mà chúng ta không muốn thay đổi A và muốn là nó trả lại giá trị là một cái dãy mới là xếp A theo tăng dần giảm dần. Làm như sau. Bây giờ tôi sẽ ghi lại cái bài này với một cái tên khác làm thử nhé. Đây là bài số 2, sắp xếp dãy có điều kiện và với hai nhé. Phương án 2.
Thứ hai là phương án mà chúng ta làm như sau, chúng ta mà hàm không biến đổi, không làm thay đổi A và trả lại kết quả là dạy khác, là dạy đã sắp xếp nha. Bây giờ sửa lại hàng đăng ký, tôi làm lại gì xong được chưa? Rồi thế làm như nào? Thế cái làm là như sau nhé, rất đơn giản thôi. Thì ở đây này, thì chúng ta ở đây trước khi mà chúng ta sắp xếp, chúng ta làm như sau, vẫn là làm bài này nhé. Chúng ta sửa như sau, chúng ta sửa như sau, chúng ta sửa như điều này, chúng ta viết là a bằng a copy là được. Đây này là xong nhé. Bên này như sau, đây này là như này, đây này là gì? Đây là lệnh, nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, không phải là a này nhé. A copy là lệnh tạo ra một đối tượng mới không phải là a nhưng có giá trị bằng a, sau đó nó sẽ lấy a nó trỏ vào đúng cái đối tượng mới này. Suy ra là sau lệnh này đấy, sau lệnh này thì cái a này này, a này là cái a, xin lỗi, lệnh này thì cái a này này là khác với a này, này. Đấy, khác nhau. Cái a mà truyền vào nó là đối tượng gốc, còn cái a này này, cái a này này là cái a mà đã được tạo mới để trỏ vào cái đối tượng mới là a copy. Sau đó trên cái lệnh sau này nó tác động lên trên cái a mới này, với a cũ không thay đổi. Chúng ta thêm một đêm thêm lệnh nữa thôi. Ở đây chúng ta thêm một lệnh là gì? Là chúng ta sẽ thêm một lệnh là như sau, chúng ta sẽ dùng lệnh là gì? Là return. À. Đã xong. Đấy. Thì như vậy với cái hàm này thì giống như hàm trên, nhưng mà chỉ khác là gì, là khi thực hiện xong thì a không thay đổi, a vẫn như cũ, mà hàm nó trả lại một cái, mà trả lại một cái đối tượng mới nó đã thay đổi. Rồi tôi sửa lại như sau nhá, đây là tôi sửa lại như sau. Bây giờ a đây nhá, đây này a đây, bây giờ tôi sắp xếp a, tôi viết là ở đây tôi viết là b, b bằng a, b bằng cái này, và bây giờ tôi có thể in ra đây là tôi print cái a ra, thì chúng ta dùng cái a không thay đổi, print a trước. Đấy. Sau tiếp theo tăng dần. Ở đây tôi in ra là b, là b nhé. Rồi cái lệnh này tôi cái lệnh này tôi cái lệnh này tôi không cần nữa, tôi không cần lệnh này nữa, tôi xóa đi. Rồi lệnh thứ hai, a một đây, và tôi vẫn ở đây, tôi vẫn print a ra, tôi vẫn print a, a không thay đổi, a không thay đổi, print a để kiểm tra thôi. Như vậy là a gốc đây in ra giảm dần là như thế này. Đấy. Bài này như sau nhé, bài này là máy tính xét đầu tiên sẽ in ra cái dãy gốc là A, sau dãy in ra dãy A đã xếp theo thứ tăng dần, sau đó là in dãy gốc A và in ra A với thứ tự giảm dần đó. A là gốc không thay đổi, vẫn là 890 trừ 110 như này nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ thử cho bạn xem, chúng ta thử đi một tí, ta được một cái hàm mới luôn. Hàm mới, hàm này là nó không tác động lên bản bản thân cái A, và nó chỉ tạo ra một cái dãy mới là như vậy. Bây giờ kiểm tra chạy thử các bạn xem nhé. Đấy. Như vậy là gì? Đây, như vậy nhé. A đây. A như cũ được, A không thay đổi này. Đấy, A không thay đổi đây nhé. Nhưng mà sắp cho tăng dần này. Tăng dần đó là cái thứ hai này. Ở đây cũng vậy. Ở đây là giảm dần đây. Là giảm dần đây. 890 không thay đổi à, tôi quên không sửa, đây là phải là b chứ, thành ra là b ở đây không phải sắp xếp, ở đây tôi viết, đây viết là b bằng chứ, hàm của chúng ta là hàm mà hàm này là hàm trả lại mà, hàm là hàm return a mà, đầu ra của nó là một dãy. Tôi chạy lại nhé, đây tăng dần đây nhé, giảm dần đây. Đây, nhưng mà đây là cái hàm mà nó trả lại giá trị là một cái dãy đã sắp xếp, nên có lệnh là return a đây. Yeah. Các bạn đã hiểu không nhé? Phần trên này là phần in ra cái phần sắp xếp tăng dần đây, còn đây là phần in ra theo thứ tự giảm dần, chỉ khác nhau là ta thay thêm cái a một vào đây thôi, vẫn là hàm đó, và đây là sắp xếp không thôi, là tăng dần, còn giảm dần là sắp xếp a một. Các bạn đã hiểu chưa? Anh vậy một tôi vừa đề mô một cái hàm đơn giản như vậy thôi. Đây là cái lệnh mà một cái hàm mà dùng để biến đổi kia.
Bây giờ tôi quay lại về bên ngoài này nhé. Thì cái phương thức short này này là cái phương thức dùng để tác động thẳng lên hàm. Bây giờ tôi muốn có quay không một cái hàm khác, sắp xếp dãy A nhưng mà là không làm thay đổi bản thân dãy A, mà hàm đó sẽ trả lại một dãy mới có. Đó là cái hàm này này. Bây giờ tôi chạy lại cho chúng ta cái hàm gốc là đây nhé, chạy lại là cái dãy gốc là đây nhé. Tôi chạy lại này. Đấy. Thì cái hàm mà chúng ta ký là hàm có tên là hàm short. Short thì short thì hàm này. Đây là cái hàm short thiệt này. Đây là cái hàm một cái hàm mặc định của Python. Đấy. Hàm này như sau, hàm này là gì, là nó giống như cái hàm của tôi lúc nãy, là cái hàm mà nó sẽ sắp xếp lại dãy A nhưng không làm thay đổi A, và nó trả lại một cái hàm mới, trả lại là một cái dãy mới, được chưa? Rồi thì tôi làm như sau, để tôi viết nha. Tôi viết là b bằng short short A của nó có cái tham số là reverse, là mặc định, là form, là sắp xếp theo tự, là giảm dần, tăng dần. Trong khi tôi viết thế này, viết như này thôi thì nó sẽ hàm này sẽ trả lại cái dãy B là sắp xếp tăng dần theo dãy A, bản thân A là không thay đổi. Enter nhé, Enter thì A không thay đổi, A vẫn là cũ. Ố sort A vẫn cũ đúng không, nhưng mà B là tăng dần, B là sắp xếp theo kiểu thực tăng dần, A không thay đổi. Như vậy cái hàm này nó hơi giống ý nghĩa mà hàm tôi làm ở bên này, hơi giống ý nghĩa của cái hàm này, là bản thân A không thay đổi nhưng mà nó trả lại giá trị là một dãy đã thay đổi. Thì hàm này là trả lại giá trị, cái hàm sort thịt này là nó sắp xếp A theo thứ tăng dần nhưng mà trả lại giá trị là một dãy mới là B, thì B là sắp xếp theo thứ tăng dần đây, nên còn A là không thay đổi đây. Còn bây giờ chúng ta muốn sắp xếp A theo thứ giảm dần được, chúng ta dùng lệnh c chẳng hạn, chúng ta dùng cái biến mới là c sort thịt. Nhưng mà chúng ta chú ý là a đó là phẩy, nó là reverse, reverse bằng thu thì nó là cái reverse bằng reverse là cái tham số lựa chọn của cái hàm sort thịt này, và chúng ta enter thì c nó sẽ theo thứ giảm dần của a. Thấy không nào? Nhưng mà chúng ta chú ý là đối với dãy ở trong Python chúng ta có hai hàm sort. Một cái hàm sort là phương thức ấy, thì nó tác động trực tiếp lên 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 dãy đó, mà nó vẫn có một thuộc tính, có một cái tham số lựa chọn là reverse. Nếu mặc định là form thì nó sẽ xếp theo thứ tăng dần, còn reverse bằng true thì nó sẽ xếp theo giảm dần. Thì cái phương thức sort này là nó tác động trực tiếp lên A. Còn phương thức là cái hàm sort thịt là hàm khác. Sort thịt là cái hàm làm cái hàm mặc định nằm trong cái binary namespace mà tôi nói lúc nãy. Thì hàm sort thịt nó cũng thay đổi A, sắp xếp A, nhưng mà nó khác là nó không làm thay đổi bản thân cái đối tượng A, và nó trả lại là một cái dãy mới, là đã sắp xếp lại tăng dần hoặc là giảm dần. Đây là phương án là sắp xếp theo tự tăng dần của A, còn đây là phương án theo tự giảm dần của A. Thấy không? Nhưng mà tôi vừa mới xây dựng một cái hàm mẫu, là cái hàm sort thịt này, nó sắp xếp này nó có ý nghĩa gần như là cái hàm sort thịt ở đây, mà tất nhiên là của nó xây dựng ở đây, cho nên cái hàm này là hàm nó có tốc độ rất là nhanh. Còn cái hàm mà tôi làm ở đây là cái hàm mô tả một độ đơn giản, cho hàm này là có cái tốc độ là chậm. Thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm tìm hiểu đến các cái thuật toán sắp xếp thì các bạn tìm hiểu, các bạn sẽ biết đâu toán sắp xếp, đâu là toán nào, đâu là tốt, đâu là không tốt. Thì đây có một thuật mô tả ở đây này, đây là thuật toán mà tôi gọi là thuật toán trâu bò, là thuật toán là tồi nhất trong tất cả các thuật toán nhưng mà nó lại dễ hiểu. Thì nó có cái thuật này là có cái tốc độ là không nhanh. Thì các bạn có thể tìm tìm hiểu thêm, như tôi viết cuốn sách là thuật mô tả những môn thuật toán ấy, thì cho nó tôi nói rất là kỹ những cái hàm này, kỹ những cái thuật toán liên quan đến sắp xếp dãy số. Đó, thì đây tôi vừa 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 trình bày các bạn cái là một cái hàm, một cái ví dụ của một cái hàm mà có mà ở trong Python. Bây giờ tôi làm một cái hàm khác nhé, tôi làm ví dụ một cái chương trình khác nhé. Một trình khác là như thế này, một trình khác của tôi là mà đây là một cái bài tập ở trong sách giáo khoa là như này.
đầu vào của chúng ta là ba cái tham số là ngày tháng năm, là ngày tháng năm. Bài tập hai là như sau nhé, một cái bài tập này là như sau, bài tập tổng thể đấy. Đầu vào của chúng ta là ba cái tham số là ngày tháng năm, và đầu ra kiểm tra xem nó có hợp lệ hay không. Chúng ta nhập ngày tháng năm từ bàn phím hoặc là từ bàn phím đi, ba số ngày tháng năm. Ví dụ chúng ta nhập là ngày ngày 12 đúng không? Ngày 12 tháng ví dụ như là ngày ngày 29 tháng 2 năm 2022 đấy. Máy có báo lỗi hay không? Thì máy hợp lệ hay không thì máy báo là không hợp lệ, bởi vì năm 2022 là không phải là năm nhuận, thì không có 29 ngày của tháng 2 là không có. Còn chúng ta biết là 29 tháng 2 năm 2024 máy báo là hợp lệ, bởi vì là năm 2024 là năm nhuận, cho nên là tháng 2 có 29 ngày. Khi tôi nhập là ví dụ tôi nhập đây là 31 mà đây là số 4 thì máy báo lỗi ngay. Máy báo lỗi là vì tháng 4 là tháng có 30 ngày, cho nên không thể là 31 ngày được. Nên tôi làm bài mẫu đấy nhé, cho ta hình dung nhé. Nên tôi làm bài tập đơn giản thôi. Đấy. Thì bài này tôi sẽ phải viết thành nhiều cái chương trình con nhé. Thì đấy, là còn 8 phút nữa nhưng ta có làm nhanh nhé chương trình kiểm tra ba tham số nhé, ba tham số là ngày tháng năm nhé, ngày này tháng tiếng Việt nhé, tháng và năm nhé, xem có hợp lệ hay không nhé, xem hợp lệ hay không, hợp lệ hay không, được chưa? Thì hàng này chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bằng hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm kiểm tra nhuận đây này, nhuận nhé, đây là hàm nhuận này, kiểm tra là n là năm nhuận này nhé. Hàng này là trả lại là thu, nếu mà là nhuận ngược lại thì là trả lại là for, chứ tôi làm rồi, chúng tôi dùng lệnh return này. Vậy là n chia cho 400 hoặc là chia hết cho 400 bằng 0, hoặc là n phải chia hết cho 4, chia hết cho 4 đúng không nào, và n là không chết 100. Đây đây là cái hàm thứ nhất nhé, hàm thứ nhất là cái hàm đó. Hàm thứ hai là hàm đếm nhé, hàm thứ hai là hàm kiểm tra. Tôi biết là kiểm tra như thế, kiểm tra hàm này có ba tham số là ngày tháng năm, ngày phẩy tháng phẩy năm. Được chưa? Đó. Thì bài này hàm sẽ làm như sau này, tôi làm như sau nhé. Tôi sẽ tạo ra một cái biến là dãy, là cái dãy tháng đi, dùng điểm để mô tả các cái số ngày của tháng nhé. Đây thì tôi ký hiệu là vì cái tháng tôi dùng từ month đi, month 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 là tôi mô tả định nghĩa một cái đối tượng là gì, là tháng giêng là 31 ngày này, tháng 2 mặc định là 28 ngày này, tháng 3 là gì, tháng 3 mặc định là tháng 1, tháng 2, tháng 3 là 31 ngày, tháng 4 là 30 ngày, tháng 5 là 31 ngày, tháng 6 là 30 ngày, tháng 7 là 31 ngày, tháng 8 là 30, tháng 9 là 30, tháng 10 là 31, tháng 11 là 30 và tháng 12 là 31. Tôi ghi lưu vào đây. Đấy. Được chưa? Và tôi dùng cái này để tôi kiểm tra nhé, kiểm tra cái năm này là cái vì cái bảng month là cái bảng mà đánh đánh chỉ số là từ không, chứ tôi muốn là đánh số từ tháng 1 tôi phải tăng lên một, tôi làm sau nhé. Rồi bây giờ như sau này, bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái năm nhé. Bây giờ là if nhuận năm,
Nếu năng lượng thì tôi sẽ tăng cái thằng hai này này lên là thành là 29. Tôi làm như sau, tôi viết là man man tôi là một, tôi tăng lên thì tôi tăng lên là 29 cho cái năng lượng. Được chưa? Đó. Rồi thì bây giờ tôi kiểm tra nhé. Đây. Kiểm tra. Đây. Bây giờ là if 5 mà lớn hơn 0 and tôi phải làm như and n tháng này n nhé, n là gì, n là một nhỏ hơn hoặc bằng tháng, nhỏ hơn hoặc phòng nhỏ hơn là bằng 12, n n n là ngày, là một nhỏ hơn hoặc bằng ngày, nhỏ hơn hoặc bằng là month măn của cái tháng cộng 1. Đấy, cộng 1. Tháng cộng 1. Vì là cái tháng này là cái măn, thì cái măn của chúng ta là cái dãy chúng ta là chỉ số từ 0. Vì tôi muốn từ số 1 tôi phải cộng 1 vào. Thì nếu mà 5 lớn hơn 0 mà là 1, đồng thời là tháng phải nằm từ 1 đến 12. Đúng không nào? Đồng thời là ngày phải nằm từ 1 đến là ngày cuối của tháng thì chúng ta mới thì mới đi thơm, chúng ta đi thơm chà đúng không, thì chúng ta đi thơm true. Còn else, else thì chúng ta đi thơm false. Ủa Thấy cái tôi này đúng không tháng nào, trừ một chứ tự. thấy không nào, được chưa, bây giờ tôi nhập vào nhà, bây giờ tôi làm cái trình, đây là trình trình ta có hai hàm, bây giờ tôi ấy nhé, tôi viết cái trình này là nhập này nhé, s thì ta nhập từ input nhé, nhập ngày ngày tháng năm thằng này thì cách nhau mở dấu cách rồi tôi không cần biết rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển về là biểu tính cho là ngày này tháng này năm này bằng này, tôi dùng luôn cái hàm mà tính nhanh nhé, đây hàm tính nhanh là in in của x for x in s chấm s. Đây là tôi cái S là nhập từ bàn phím này, tôi dùng hàm viết tôi tách ra này và tôi cho x chạy trên hàm S và tôi biến đổi luôn sang gì, biến đổi luôn sang số nguyên và trả về luôn là ngày tháng năm luôn. Đấy. Và tôi sẽ lại tôi kiểm tra nhé, if kiểm tra, if kiểm tra ngày phẩy tháng phẩy năm thì tôi thông báo print, thông báo là hợp lệ, thông báo ngày tháng hợp lệ, ngày tháng hợp lệ nhé. Còn là ngược lại else thông báo print, thông báo là không hợp lệ. Đây là một cái bài trong sách giáo khoa có đấy, không nhớ có sách khoa hay là cái bài tập tôi không nhớ lắm, hay trong phần vận dụng nhé, tôi không nhớ đấy. Cái bài như này nhé, rất đơn giản là nhập từ bàn phím một cái ba con số là ngày tháng năm và kiểm tra xem cái ba con số này có hợp lệ hay không đấy. Đấy. Nhỏ lại để ta dễ nhìn thấy nhé, đây. Là nhỏ lại đấy. Tôi ghi ra này, ghi là kiểm tra ngày tháng nhé, ngày tháng. Rồi thì tôi chạy thử nhá, xong rồi có sai đây tôi em đúng nên kiểm tra ngày, ví dụ là ngày tôi muốn ngày là 29 tháng 2 năm 2022 thì máy phải báo là không, thế là bị sai, phải báo là không hợp lệ mới đúng nhé. Tháng trừ một với thầy.
gì cơ? cái điều kiện là tháng trừ một mới đúng đấy. À, đúng rồi, tháng trừ một mới đúng, đúng không nào? Tháng trừ một, tháng trừ một chính xác, mà nó chính xác đúng không? Tháng gọi là trừ một vì tháng của chúng ta là từ một trở đi mà, và cái hàm ăn là cái hàm là cái dãy là từ 0 đến 11, cho nên là phải là trừ một, đúng rồi, kiểm tra đúng nhất đây là 1 tháng 2, đúng rồi. Đấy, kiểm tra lại này nhớ, ngày 29 tháng 2 năm 2022 báo là không hợp lệ. Bây giờ tôi nhập là ngày 29 tháng nhập là 29 tháng 2 năm 2024 thì máy báo là hợp lệ. Tôi thử nhập một ngày khác nhé, ngày là 32 tháng 12 năm 2020 báo là không hợp lệ. Đó. Chỗ này là phải là trừ một, đúng chính xác là trừ một nhé. Đó. Nhưng mà chúng ta như sau, chúng ta viết viết một cái hàm nhuận đơn giản để kiểm tra xem n là nhân hay không này. Sau chúng ta thiết lập một cái dãy hằng, một dãy hằng là các phần tử là số ngày của một cái tháng trong năm, mà kiểm tra nước năm nhuận là năm là nhuận thì chúng ta tăng cái tháng 1, tháng 2 lên là 29 ngày. Ở đây điều kiện này, điều kiện là năm phải lớn không này. Đúng. Tháng phải nằm từ 1 đến 12 này, ngày phải nằm từ 1 cho đến ngày cuối cùng của tháng này. Đó. Thì ta trở lại là chu. Được chưa? Như vậy tôi vừa mới làm xong một cái bài tập đơn giản. Thì hôm nay là chúng ta hôm nay là cái buổi là kết thúc phần mà tôi nói với các bạn về cái chương hàm số nhé, hàm số của chương trình con. Tới đây là hòm hòm là xong toàn bộ phần chương trình chính của chương trình. Thì sang hôm sau tôi sẽ nói buổi hôm sau tôi sẽ nói sang một kỹ thuật, một cái mà trong sách không có nhưng mà rất cần các bạn nên biết là cách chúng ta nhập dữ liệu vào ra file là buổi hôm sau. Sau đó tôi sẽ nói thêm về cái phần chương sau của chương trình, để nói về cái phân phân biệt lỗi và debug chương trình nhé, gỡ lỗi chương trình và một số những kiến thức khác. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Có ai hỏi gì không? Dạ không ạ, em chào thầy. Ừ, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Ừ. Xin chào các bạn. Thầy ơi, Ơi. thầy ơi, cho em hỏi với ạ. Ừ. Trường em có dạy cái chuyên đề về tin học ứng dụng ICT đấy. Ừ. Thì cái bài ở trong này mình có dạy song song với cái quyển sách giáo khoa không, hay là mình phải đợi để đến học đến cái chuyên đề cái bài ứng dụng mình mới dạy nhỉ? Không hiểu thế nào là song song. Dạy tới đâu thì dạy chứ. Tức là mình dạy rồi được chứ gì thầy? Tôi dạy thế nào cũng được bằng cái phần ứng dụng em nói là cái phần tin học cái gì ở trong sách giáo khoa hay là ý lại chuyên đề. Vâng, ở cái chuyên đề mình có thể dạy ngay từ tuần 1 được Được cái gì được thầy? được được chứ. À vâng ạ, bởi vì hôm nay em thấy có một cô đồng nghiệp, cô cứ bảo em là phải đợi đến cái chuyên đề 4 ấy thì mình mới được Không dạy. không không. Em muốn Chủ đề 4 thì không không. chưa Cái chuyên chuyên đề là đầu với nhau. Chuyên đề là 35 tiết là dạy giải ra. Thực ra chuyên đề của chúng ta Vâng. là độc lập với sách giáo khoa, chúng ta dạy giải ra cũng được, dồn vào cũng được, tùy tùy theo tôi là hoàn toàn là tùy ý. Cái Vâng ạ. chuyên đề ICT của lớp 10 hoàn toàn không liên quan gì đến cái chủ đề 4 đâu, không liên quan. Đúng không Vâng, ạ? em vừa nãy em cũng xem em thấy nó về cái đồ họa chủ đề 4, toàn về đồ Chủ họa đề 4 thôi. là đồ họa. Buổi sáng mai là tôi có tổ chức một cái buổi tập huấn ngắn và mời cái cô giáo mà viết cái phần đó trình bày cho các bạn đấy. Vâng Là ạ. 9 giờ sáng các bạn cố gắng nghe nhé. Cô này là cô Vâng Lê ạ. Kim Thư, là cô này theo tôi là một cô rất là giỏi luôn, rất là giỏi về đồ họa đấy. Cô này bản Vâng ạ. thân cô này là một chuyên gia về máy tính, không kể rồi, làm giáo viên của Đại học Bách Khoa, nhưng cô này cô lại rất là mạnh, cô là cô này cô có cái khiếu vẽ đó. Cô vẽ rất đẹp luôn. Cho nên là cô này là cô thích hợp trong cái chuyện là viết cuốn sách này, viết cái phần đồ họa đó. Thì mai các bạn cố gắng nghe, cô này cô rất là nhanh đấy, rất là hay. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Vâng. Vâng, em cảm ơn Ừ. thầy ạ. Chào thầy ạ. Vâng, chào thầy ạ. Ừ.